Hello, hello. Xin chào các bạn đã đến với Thuận Capital ngày hôm nay. Thì ngày hôm nay đó là tối ngày thứ tư tại Hoa Kỳ ngày 13 tây tháng 10 năm 2021. Bây giờ là khoảng 8 giờ tối giờ Cali ở Việt Nam hôm nay đã là ngày thứ năm ngày 14 tây tháng 10 rồi. Thì chúng ta thấy được ngày hôm nay đó lại là một ngày tốt trong thị trường. Bitcoin đã đẩy ngược trở lên và chúng ta thấy được là Bitcoin bây giờ là mức là 58.201. Thì các bạn thấy được là cách đây 2 ngày đó, 2 ngày trước đây không tính ngày hôm nay hay là trước đó chúng ta thấy có rất là nhiều những cái thông tin liên quan tới rất nhiều giao dịch đẩy động định lên trên sàn thường đó là chúng ta cũng đã biết đây là cái dấu hiệu là giá cả sẽ có cái sự đi xuống đâm rồi sau đó mới có, có sự tăng trưởng như là tăng lên thì kỳ này đó chỉ là các bạn thấy được là sau khi mà có rất nhiều và rất nhiều những cái thông báo đến từ crypto khoan thường đã chia sẻ ở trên uh, telegram đó liên quan đến những cái giao dịch đẩy ổn định lên đó, thì hai ngày sau đó chúng ta mới thấy có hiện tượng đâm rồi bây giờ là pump lên thì điều đặc biệt đó là ngày hôm nay rất là im lặng nhưng bài nào mà theo dõi telegram của thuần cap được của đã biết là ngày hôm nay rất là im lặng chúng ta lại không thấy những cái dấu hiệu là những đầu ổn định đẩy lên nữa có thể thấy được đó là cái tình hình nó đã giảm đi có thể nói được là những gì mà chúng ta chứng kiến hai là trước đây bây giờ đang diễn ra có nghĩa là có sẵn rất là nhiều những độ ổn định ở trên những cái sàn giao dịch và bây giờ đó các bạn thấy giá cả đã có sự tiến triển tốt hơn thì hôm nay chúng ta sẽ nói về bitcoin chúng ta sẽ nói về một số những cái thông tin liên quan tới Allcoin cũng như là những cái thông tin ở bậc khác và các bạn thấy được đó, tình hình khác biệt bây giờ đó là hôm nay chúng ta lại thấy giá bitcoin có cái sự tăng trưởng nhưng mà đặc biệt là chúng ta thấy được là ngày hôm nay cũng kéo theo rất là nhiều những cái ô ok tăng trưởng các bạn thấy được là trên màn hình là một màu xanh ngày hôm nay có một số đồng màu đỏ nhưng mà phần lớn là màu xanh chúng ta thấy đó là tình hình thì có rất nhiều đồng cũng có cái sự tăng trưởng ngày hôm nay cùng với lại Bitcoin các bạn thấy được là Bitcoin thì tăng 3,1% ở mức là 58.288 Ethereum một lần nữa lại qua khỏi 3.600 đô cũng tăng là 3,5% tương tự như là Bitcoin chúng ta thấy được là đồng BNB thì không có cái sự tăng trưởng nhiều ngày hôm nay nhưng mà hôm qua cũng đã có một cái sự tăng trưởng và trong vòng 7 ngày qua vẫn tăng 7% Cardano thì cũng nhích nhẹ hôm nay không có nhiều lắm các bạn thấy được là ở mức là 2 đồng 18 cent XRP thì cũng tăng một ít Uh, Solana thì hầu như một chỗ Polkadot thì tăng nhiều hơn ngày hôm nay tăng tới 16% thì chuyện gì đã xảy ra với Polkadot chúng ta sẽ nói tới một lát nữa Dogecoin cũng tăng 3,3% Terra thì xuống một chút uh, Shiba Inu thì cũng giống như là dậm chân tại chỗ uh, các bạn thấy là Uniswap thì tăng 5,1% Thường sẽ dành nhiều thời gian hơn để mà chia sẻ về một số những cái altcoin một lát nữa Nhưng mà tình thì bây giờ đó thì ở mức giá hiện tại refresh cái trang này lại đi cái trang web gọi là All-time high CoinDex để chúng ta xem coi là tin bây giờ đó thì cách cái đỉnh là bao nhiêu xa. Khi mà chúng ta nói tới những cái đồng này thì khi mà chúng ta nhìn vào All-time high đó các bạn sẽ thấy được là giá của Bitcoin đó cái mức cao nhất mà chúng ta từng chứng kiến là cái mức là 64.000 800 đô gần như là 65.000 thì từ cái mức hiện tại đó là 58.000 lên tới 64.000 chúng ta chỉ cách cái đỉnh cũ chỉ có 11% mà thôi Cái phần trăm không có nhiều nữa có nghĩa là nếu như mà bịch con thật sự là muốn phá à, đỉnh cũ, định mới thì có thể thực hiện từ đây cho đến cuối tuần Và chúng ta thấy được là premium đó thì cũng không cách định cũ quá xa Cái mức cao nhất của premium từ trước tới bây giờ đó là chúng ta đã chứng kiến đó chính là 4.000 356 đô và bây giờ cái mức giá hiện tại đó chỉ cần tăng 19% thôi thì đã có thể tới được cái định cũ rồi. Đồng BNB thì cách xa hơn các bạn thấy được là cái mức cao nhất của đồng BNB là tới 686 đô lần, có nghĩa là còn phải tăng tới 47% thì mới lên tới định cũ. Cardano thì cũng cách định cũ cũng khá là xa là 41%. Các bạn thấy là cái mức cao nhất là 3 đồng là 9 sen và XRP thì các bạn thấy lại còn xa hơn nữa là 198% Solana thì cái tỷ định cũ là 42%, Polkadot thì chỉ cái đỉnh cũ có 19% mà thôi và đồng Dogecoin thì cái đỉnh cũ tới 208% lận. Chúng ta thấy đó là có một số những cái thông tin ở bậc ngày hôm nay tôi sẽ chia sẻ những thông tin ở bậc liên quan tới Bitcoin trước. Rồi chúng ta mới nói tới altcoin và chúng ta cũng sẽ nói về tình hình on chain nhưng mà trước khi chúng ta đi vào thêm chi tiết thì cũng như thường lệ tất cả chỉ vì mục đích thông tin và không được xem là lời khuyên đầu tư và nếu như mà các bạn thích cái video này hay là các bạn thích những cái video tương tự các bạn hướng dẫn cái nút like và đăng ký vào kênh để giúp kênh được tiếp tục phát triển thì trước hết nói tới bitcoin đi thì các bạn thấy được là một số thông tin đã bật ngày hôm nay là thị trưởng Miami Francis Wallace đã nói với lại Bloomberg đó, cái nhà báo Bloomberg là bây giờ đó trả lương cho nhân viên chính phủ bằng Bitcoin và cho người dân đóng thuế bằng Bitcoin đây điều quan trọng nhất của thành phố. Thành phố Miami có ý định lưu trữ Bitcoin, bây giờ chỉ cần tiểu bang Florida cho phép mà thôi. À, giải thích cái vấn đề này với các bạn. Như bạn không đã biết là cái ý định của thị trưởng Miami, Miami đó là một thành phố lớn của tiểu bang Florida. Nhưng mà nào mà không rành về địa lý ở Mỹ đó, thì đây là nước Hoa Kỳ, United States thì các bạn thấy được là bên tay trái này đó của các bạn đó chính là California Thì California các bạn thấy là bên trên này, Bắc Cali là chúng ta có San Jose hay là San Francisco, Sacramento Và chính giữa này chúng ta có Los Angeles, ở chúng ta thấy được là bên dưới này là San Diego Thì quận Cam đó, quận Cam là nằm ở chính giữa Los Angeles và San Diego chúng ta có giống như là o Vài vân vân thì quận Cam là nằm ở đây đó chính là cái khu mà đông người Việt ở và chúng ta có Los Angeles và San Diego thì nếu chúng ta nhìn qua bên phía bên tay phải đó thì các bạn sẽ được đó đây chính là Florida, phần này chính là Florida thì phần này á là chúng ta thấy là có những cái thành phố lớn của Florida như là chúng ta thấy được là Miami là nằm ở đây rất là gần nước Cuba thì các bạn thấy được là Miami là cái thành phố mà chúng ta đang nói tới, thì thị trưởng Francis Wallace của thành phố Miami đó đã có cái ý định là biến thành phố Miami trở thành một thành phố liên quan tới Bitcoin và crypto thì tại sao ông ta lại muốn làm gì? có phải là tại vì ông ta quá yêu thích Bitcoin hay là không? thì không phải đâu tại vì thị trưởng của miami thấy được cái tiềm năng khi mà một thành phố mà chấp nhận bitcoin và crypto đó và có những cái ưu đãi cho ngành crypto thì sẽ dẫn đến là nhiều người sẽ tới và sống ở thành phố miami điều này sẽ dẫn đến gì sẽ dẫn đến là có thuế nhiều hơn sẽ dẫn đến là những cái công ty dọn tới miami thì đương nhiên họ sẽ mướn đất rồi họ sẽ có trụ sở họ sẽ mướn người sẽ dẫn đến là có nhiều công việc làm hơn điều tốt cho cái thành phố miami đó là cái lý do đây là lý do tại sao mà các bạn thấy được là nhiều những người làm chính trị bây giờ rất nhiều người đang ủng hộ crypto tại vì họ thấy được là những công ty này những công ty rất là lớn và đây là cái xu thế của tương lai họ không muốn là bị bỏ rơi cũng như là họ muốn thu hút là những cái nơi đầu tiên mà thu hút những công ty đến để họ có thể thành lập trụ sở và mướn người dân ở đó đóng thuế nhiều hơn vân vân đây là lý do tại sao giống như các bạn thấy được là tình hình của nhiều quốc gia như là quốc gia El Salvador chấp nhận Bitcoin là cái tiền tệ hợp pháp vân vân Thì các bạn thấy được đó là một trong những điều rất là khác biệt so với là năm 2017. Năm 2017 các bạn thấy được là phần lớn là hứa hẹn có nghĩa là công ty này hứa sẽ làm gì để mà ủng hộ Bitcoin Crypto, công ty kia hứa sẽ làm gì ủng hộ Bitcoin Crypto, nơi này muốn làm gì để mà trở thành thành phố Bitcoin Crypto vân vân Nhưng mà tất cả chỉ được hứa hẹn mà thôi. Bây giờ các bạn thấy được là năm 2021 đó rất là khác rõ ràng là những cái người mà họ thật sự là muốn biến cái nơi của họ trở thành một nơi mà ủng hộ crypto và Bitcoin đó họ đã có cái sự chuẩn bị rồi. Các bạn thấy được là khi mà tổng thống của El Salvador đó, Nayib Berkeley, khi mà ông ta nói là muốn nước El Salvador chấp nhận Bitcoin là tiền tệ hợp pháp đó thì từ cái lúc mà phát biểu cho đến cái lúc mà trở thì thật đó là chỉ tốn có 3 tháng mà thôi và các bạn thấy được là sau đó thì đã có cái ví Shivo sau đó thì đã có những cái chiến lược để làm sao có những cái máy ATM ở trong nước ở Salvador. rồi tất cả diễn rất là nhanh chóng có nghĩa là đã có sự chuẩn bị rồi và các bạn thấy được là ngay cả bây giờ là thị trưởng Miami của Francis Wallace nói đó là cho người dân đóng thuế bằng Bitcoin và trả lương cho nhân viên chính phủ bằng Bitcoin đó là điều quan trọng nhất ưu tiên hàng đầu của thành phố có nghĩa là bạn thành phố Miami có thể là có rất là nhiều à, những cái chiến lược khác nhau Nhưng bây giờ đó, cái chiến lược liên quan tới Bitcoin là cái chiến lược ưu tiên hàng đầu của thành phố Miami đây là một điều mà thường cảm thấy rất là thú vị Và các bạn thấy là vấn đề ở đây bây giờ của Miami đó Là hiện bây giờ tiểu bang Florida vẫn chưa có cái chính sách Là cho những cái ngân khố, giống như là ngân khố của Miami như Có nghĩa là cái nơi lưu trữ tiền bạc của Miami đó, lưu trữ Bitcoin Và bây giờ nếu như mà họ... Giả lương nhân viên bằng Bitcoin hay là họ thu thuế ở Bitcoin đó thì họ cần phải có một nơi để mà lưu trữ Bitcoin tại vì cái ý tưởng của Francis Wallace là muốn lưu trữ Bitcoin chứ không phải là chỉ dùng Bitcoin là các phương tiện di chuyển mà thôi rồi sau đổi ra đồng đô la thực sự là họ muốn lưu trữ Bitcoin trong ngân sách của thành phố Miami vì lý do đó bây giờ đã họ đang để đơn để được tiểu bang Florida cho phép làm việc đó Chúng ta bây giờ hãy chờ đợi thông tin kế tiếp. Nhưng mà các bạn thấy được đây là một cái sự tiến triển rất là nhanh chóng từ lúc mà chúng ta nghe nói tới Francis Wallace. Uh, nhiều người lúc đó nói là thì đương nhiên rồi tại vì cái hội nghị liên quan tới Bitcoin của năm nay là tổ chức của Miami thì uh, thị trưởng có thể ra nói vài câu cho mọi người vui là thị trưởng rất là thích Bitcoin và muốn biến Miami thành thành phố Bitcoin. Có thể là chỉ nói qua lo nhưng mà thực sự không phải. Các bạn thấy được là Francis Wallace đưa cái vấn đề đó lên trên cái ưu tiên hàng đầu hiện bây giờ không gì quan trọng hơn đối với thành phố Miami hơn là chấp nhận Bitcoin ở thời điểm hiện tại. Đó điều mình thường muốn chia sẻ với các bạn. Thông tin kế tiếp đó là hôm nay lại có hàng loạt những cái cuộc phỏng vấn ở trên đài CNBC à, với những cái nhà đầu tư lớn và những cái à, tỷ phú và những công ty. Thì các bạn thấy được là gần đây các bạn có thể nghe nói tới rất là nhiều những cái à, lời phát biểu đến từ những suy nghĩ của những tỷ phú liên quan tới họ nghĩ sao về Bitcoin crypto đó thì nhiều bạn đã nói là tại sao những tỷ phú này họ rảnh quá họ có lên đài truyền hình để mà chia sẻ ý nghĩ của họ về Bitcoin crypto thì không phải đâu các bạn các bạn thấy được là những cái đài như là Bloomberg hay là đài CNBC đó thì ngày nào họ cũng có khách mời lên trên đài truyền hình của họ và khách mời lên để nói về nhiều vấn đề, vấn đề liên quan tới lãi suất, vấn đề liên quan tới lạm phát vân vân và bây giờ đề tài mà nóng nhất đó vẫn là liên quan tới tiền kỹ số, liên quan đến bitcoin, liên quan đến crypto. Cho nên lúc nào khi mà có một cái khách mời lên thì câu hỏi vẫn là đề cập đến một phần là nghĩ sao về bitcoin, nghĩ sao về crypto. Thì hôm nay chúng ta lại có hai tỷ phú phát biểu ở trên đài CNBC ngày hôm nay. Thứ nhất đó chính là tỷ phú Barry Sternslich. Và Barry nó không những là một tỷ phú mà còn là CEO của công ty đó chính là Starwood Capital quản lý hơn 60 tỷ đô la USD. Và Barry nói gì? Barry ngày hôm nay nói đó là vàng không có giá trị. Lý do tôi sở hữu Bitcoin là bởi vì chính phủ Hoa Kỳ và mọi chính phủ ở Tây Bán Cầu đó đang in tiền. Và đây, như nói tới Bitcoin đó là một cái số lượng hữu hạn của một thứ gì đó và nó có thể được giao dịch trên toàn cầu và không riêng là Bitcoin mà Barry cũng nói là đang lưu trữ Ethereum thì cái mà tôi muốn chia sẻ ở đây đó là những lời nói này của Barry Tonlich dẫn đến rất là nhiều cái sự tranh cãi ở bên dưới à, khi mà các bạn nhìn vào cái post của CNBC ở trên Twitter đó nhưng mà phần lớn đó là hai lý do mà Barry nói tới ngày hôm nay tại sao lại lựa chọn lưu trữ Bitcoin thay vì là vàng tại vì thứ nhất đó Barry nói là không có cách nào chắc chắn được là có bao nhiêu vàng được đào và còn bao nhiêu vàng có thể được đào và thứ nhì nữa là Bitcoin có thể được giao dịch toàn cầu vàng thì không thể làm sao các bạn có thể ngồi ở Hoa Kỳ bấm cái nút để mà di chuyển vàng từ Hoa Kỳ tới giống như là Tokyo của Nhật Bản được mà trong thời gian chỉ có vài phút mà thôi chỉ có Bitcoin mới làm được điều đó vì hai lý do này các bạn thấy được là tỷ phú Bear Stonich đã lựa chọn Bitcoin để làm cái công cụ lưu trữ giá trị và chống lại lạm phát và có thể di chuyển khắp nơi thì có hai điều mà mình thường muốn chia sẻ bạn đây đó là thứ nhất là cái ý tưởng liên quan tới vàng là một cái loại tài sản mà chúng ta không biết được là giới hạn bao nhiêu các bạn thấy được là mỗi năm vàng đều được đào ra và còn bao nhiêu vàng chúng ta cũng không biết bây giờ có rất là nhiều những cái à, cuộc nghiên cứu nói là ở trên mặt trăng có rất là nhiều vàng cũng như là ở trên những cái thiên thạch à, của không gian đó cũng có rất là nhiều vàng cho nên vàng không có hiếm như mọi người nghĩ chỉ là bây giờ đó cái công nghệ đào vàng nó từ từ tiến bộ lên thì chúng ta sẽ đào được nhiều vàng hơn và một trong cái vấn đề đó là mỗi lần mà cái giá vàng có sự tiến triển tốt đó thì lại khiến cho nhiều công ty đào vàng họ có lời họ lại dồn tiền của họ để mà mua thêm những cái thiết bị để mà đào vàng thì vàng càng tăng thì lại càng có nhiều vàng được đào ra và điều này không xảy ra với lại bitcoin các bạn thấy được là giá bitcoin tăng thì sẽ dẫn đến là gì dẫn đến là càng ngày có càng nhiều máy đào và sự thật Chúng ta nhìn vào tài liệu này đi từ năm 2019 tới bây giờ đó Cái đường màu xanh các bạn thấy trên màn hình đây chính là tốc độ đào của Bitcoin Tốc độ đào có cái sự đi xuống cái phần này là cái phần liên quan đến những cái thợ đào rời khỏi Trung Quốc đó nhiều bạn thể nhớ Thì tình hình đó là càng có nhiều người đào Bitcoin thì tốc độ đào càng tăng lên Tại sao lại càng ngày càng, càng có nhiều người đào Bitcoin thì Bitcoin càng ngày càng có giá hơn Nhưng mà các bạn thấy được là cái chế độ của Bitcoin đó là khi mà tốc độ đầu tăng lên Thì độ khó đào cũng sẽ tăng theo dẫn đến là nó điều chỉnh lại mỗi khoảng chừng là 2 tuần Để mà giữ cái tốc độ là mỗi cái Bitcoin đó khi mà đào đó là mỗi 10 phút thì sẽ dẫn đến là mỗi cái lock của Bitcoin là trung bình là khoảng 10 phút và các bạn thấy được là Bitcoin chỉ có 21 triệu tổng cộng mà thôi thì đây là cái mã nguồn đã có của Bitcoin rồi và nhiều người nói là Bitcoin cũng không hẳn là hữu hạn tại vì có thể là mã Bitcoin có thể là được phốt giống như chúng ta thấy được là đã từng xảy ra cho nên Bitcoin cũng không thể được coi như là có cái số lượng ấn định nhưng mà không phải đâu các bạn nếu các bạn nghĩ đi có rất là nhiều đồng đã copy cái bản nguồn của Bitcoin Giống như chúng ta nói tới đồng Bitcoin Cash, chúng ta nói tới đồng Litecoin, chúng ta nói tới đồng Dogecoin Nhưng mà cuối cùng Bitcoin vẫn là Bitcoin, các bạn có thể là copy được mã nguồn của Bitcoin nhưng mà các bạn không thể copy được cái cộng đồng của Bitcoin các bạn không thể copy được cái hệ sinh thái của Bitcoin các bạn không thể copy được cái số lượng thời đạo của Bitcoin các bạn không thể copy được cái số lượng minor của Bitcoin cũng như là các bạn thấy được là có rất nhiều người làm việc cho công ty Facebook đi, họ có thể là ăn cắp ký tưởng của Facebook và họ có thể là cùng nhau rời khỏi công ty Facebook để mà tạo dựng một công ty khác nhưng mà đó cũng không phải là Facebook, Facebook vẫn là Facebook, công đồng vẫn là của Facebook, hệ tư thái cũng vẫn là của Facebook. Các bạn thấy được là đây cũng là cái sự khác biệt giữa Bitcoin và những loại tài sản khác là thực sự là có 21 triệu và nếu các bạn không có tin thì bất cứ ai cũng có thể là thay đổi mã nguồn của Bitcoin để có hơn 21 triệu nhưng mà bạn được cái lốc đó sẽ bị từ chối bằng lưới tại vì tất cả những số cái đều có lưu lại là cái lốc đó không có hiệu lực đây là điều mà tôi muốn chia sẻ với các bạn liên quan tới cái lời nói của tỷ phú Barry Sternlicht